7 ngày, 7 điểm, ngày số 01. Đấy, chúng ta sẽ chiến 7 ngày để chúng ta lấy 7 điểm. Mục tiêu đấy, câu số 1. Câu số 1. Câu số 1. Thầy chào Moon, thầy chào Trường Ngọc. Hello. Trong dịch yêu nào sau đây ô xóa được kim loại Fe? Đây là những câu lý thuyết rất dễ sai các em nhé. Đây là những câu lý thuyết rất dễ sai. Trong dung dịch ion nào sau đây ô xóa được kim loại Fe? Ô xóa được kim loại Fe gì ạ? Chính xác, CO2 cộng. Do gì ạ? CO2 cộng cộng với Fe tạo thành CO cộng Fe2 cộng. Ok nhá các em nhá. Good job nhá. Comment đáp án thật nhanh cùng thầy Minh nhá. 7 ngày 7 điểm ạ. Câu 2. Thành phần chính của đá vôi là canxi carbonate. Công thức của canxi carbonate. À, CaCO3. Dễ luôn, dễ lẹ luôn. Ấm áp luôn. Câu 3. Số nhóm amino trong phân tử lysine. Câu 3 nào. Số nhóm amino trong phân tử lysine. Phải thật nhanh các em nhá. Phải thật nhanh nhá. Muốn làm được 7 ngày 7 điểm ạ, ngày số 1 ạ. Sáng nào cũng 5 giờ 15 phút thầy cho chúng ta chiến đấu bên cạnh nhau. Và thầy mình sẽ làm điều đó liên tục để chiến đấu cùng với các bạn và các em. Số nhóm lysine chúng ta có một nhóm CH và hai nhóm R2C nhé. Câu 4. Câu 4 ạ. Câu 4 là hóa gì ạ? Chất nào sau đây là mềm và nước cứng có tính cứng vĩnh cửu? Thì mình sẽ có là Na2CO3 và Na3P4 để làm mềm mọi loại nước cứng. Ok nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? B bỏ. K7 ơi, K7 thì đặt follow thầy Minh trước nhá. Sau khi độ kiếp xong cho 2K6 là thầy Minh sẽ độ đến 2K7 liên tục luôn. Phạm Hoàng nhá. Câu 5 ạ. X là kim loại cứng nhất và có thể cắt được thủy tinh. X là kim loại cứng nhất và có thể cắt được thủy tinh ấy. X là anh nào? CR, chính xác, rất tốt. Không ai cứng hơn crude cả. Không ai cứng hơn crude cả. Câu 6 ạ. Câu 6 ạ. Rất là mong muốn tất cả bạn và các em chia sẻ buổi học này và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây, bởi vì đây là buổi học free. Và đây là cái chuỗi. Và đây là cái chuỗi 7 ngày 7 điểm chiến đấu cùng thầy Minh. Thank you tất cả các bạn và các em. Câu 6, chất nào sau đây không thể ô xóa được Fe thành Fe3+? Không thể nhé. Không thể các em nhé. Không thể là S. Do S cộng với Fe thì nó tạo thành FeS. Ok chưa? Ok chưa? Câu 7. Câu 7 nào. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? Câu 7 ạ. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? Lưu ý nhá. Đề bài yêu cầu chúng ta. Kim loại nào sẽ có chứ, thầy đăng lại video trên YouTube. Thầy Minh Mielin. Câu 7. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp thủy luyện? Thủy luyện thì chuyên để sử dụng để điều chế các kim loại đứng sau AL, đúng chưa? Na không được, K không được, Ba không được. Đáp án đúng đáp án C, Ag. Câu 8. Câu 8 ạ. Rất cảm ơn các bạn đã tặng quà thầy. Thank you tất cả các bạn và các em. Câu 8 ạ. Cảm ơn Tân Bùi Đình nhá. Cảm ơn Candy. Cảm ơn Kim. Các bạn đã tặng thầy mình một bông hoa hồng. Cảm ơn các em. Câu 9. Chất khí gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia qua quy trình quang hợp của cây xanh. Nó là GCO2. Quá mát luôn. Câu 9 ạ. Dung dịch nào sau đây thì tác dụng với AL2O3. Các bạn lưu ý cho thầy nhá. AL2O3 của chúng ta nó là hydroxit. Nó là oxit lượng tính. Đúng không ạ? Và do nó là oxit lượng tính nên nó sẽ tan được trong cả dung dịch axit và cả dung dịch kiềm. Vậy thì nó sẽ tan cả trong HCl và NaOH. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án gì? Câu 10. Chọn một kim loại X với bột oxit của sắt được gọi là hỗn hợp tetmit. Vậy kim loại X là Al. Bột oxit của sắt là Fe2O3. Đề bài hỏi kim loại X là chọn B luôn. Al các em nhá. Quá dễ dàng. Quá xịn sò. Câu 11 ạ. 11 chọn đáp án gì nào các em? 11 chọn đáp án gì nào các em? Đúng là su nhá. Chính xác. Các bạn có thể coi lại tất cả 35 ngày ở trên YouTube. Thầy Minh Mielin. Câu 11 ạ. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng được với nước thì nó là Beri. Beri không phản ứng nước ở mọi điều kiện. Các bạn lưu ý nhá, tất cả
36 ngày thì đều up lại hết. Các bạn có lên lên trên phở bò, lên trên rooftop của Thầy Minh để có thể coi lại. Lên tiện nhất là trên rooftop, search Thầy Minh Merlin. Ra hết. Chiến đấu full cùng Thầy Minh. Nhưng ngày hôm nay là chuỗi 7 ngày 7 điểm cuối cùng để Thầy Minh chiến đấu hết mình cùng 2K6. Đưa các em vào cổng trường đại học. Ok nhá. Ok nhá. Câu 12, dung dịch chất nào sau đây không phản ứng với F2O à? Không. Nào ạ. Câu 13, vật liệu nào sau đây được chế tạo từ polymer thiên nhiên? Được chế tạo từ polymer thiên nhiên, cẩn thận ông Toang nhé. Được chế tạo từ polymer thiên nhiên thì nó chỉ có thể là gì ạ? Len lông cừu. Thầy cảm ơn Hoàng Anh nhá. Thank you Hoàng Anh rất nhiều. Thầy vẫn đẹp trai nhưng mà từ hồi cưới vợ giờ là bớt đẹp trai rồi. Học sinh nó soi ra là từ hồi cưới vợ giờ là tóc của thầy nó ít đi. Chắc suốt ngày bị vợ túm đầu thôi. Câu 14. Benzin acetat có mùi thơm gì ạ? Benzin acetat có mùi thơm gì? Benzin acetat chúng ta có mùi thơm của hoa nhài các em nhé. Benzin acetat chúng ta có mùi thơm của hoa nhài. Đáp án chính xác là đáp án C. Câu 15 ạ. Amin nào sau đây là amin bậc bạ? Sao lại không tác dụng với NA? F2O3 làm sao tác dụng được với NaOH em ơi? Chết rồi, có bạn nào bị lag rồi. Có bạn bị lag rồi đấy. Fe2O3 làm sao tác dụng với NaOH? Đấy. Dậy sớm quá nên chưa tỉnh ngủ. Câu 15 ạ. Amin nào sau đây là amin bậc bạ? Amin bậc bạ là có N thôi đúng không? Đáp án C. CH3 tất cả 3 lần. N. 16. Carbohydrate thì không chứa nguyên tố nào? Carbohydrate thì không chứa nguyên tố nào? Ráp các em nhá, ráp nhá. Carbohydrate thì không chứa nguyên tố nào? Carbohydrate thì nó có C, có H, có O. Vậy nó không chứa nguyên tố nitơ. Đáp án C. Câu 17 ạ. Anhid formic thì có công thức là gì ạ? H2O. Anhid nhá. 18. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Lâu nay không rảnh chơi FIFA. Kiềm là B, kali. 19. Chất nào sau đây không phải là axit béo? Không phải nhỉ? Là axit glutamic, bởi vì ba thằng còn lại đều là axit béo. 20. Cho kim loại ZN và dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hòa? Thì ZN đầy được Cu. Hai cặp điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện đi. Đáp án đúng là đáp án A. Kinh chưa kèm. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ Thầy Minh cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ 36 Thầy Minh dậy sớm cùng với tất cả các bạn và các em. Và Thầy Minh tuyên dương tất cả các bạn đã dậy sớm cùng Thầy Minh. Thầy Minh rất là cảm ơn bạn Mai Danh Nam, cảm ơn bạn Thùy Duyên, cảm ơn bạn Cù Quỳnh Như là những bạn mà dậy sớm liên tục cùng Thầy Minh. Cảm ơn bạn Cấn Trang, cảm ơn bạn Trần Trí Hữu là những cái bạn mà dậy sớm không nghỉ một buổi nào. Thầy Minh tuyên dương tất cả các bạn và các em. Bởi vì các em ạ, học là cả đời. Học là cả đời. Nhà không phải chỉ có những ngày hôm nay chúng ta học. Nhưng Thầy Minh muốn truyền đến năng lượng cho các em biết được một điều rằng là khi mà chúng ta học tập liên tục, chúng ta học tập những điều mới liên tục thì cái kết quả của chúng ta, cái sự thành công sẽ đợi chúng ta ở phía trước thôi, rất ngắn thôi. Nên Thầy Minh rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi vì đây là buổi học free. Cảm ơn tất cả bạn và các em rất nhiều. Câu 21. Không bao giờ là quá muộn cả nhá. Các bạn kêu là muộn quá bây giờ em mới biết đến thầy. Không bao giờ là quá muộn cả nhá anh Mai nhá. 21 ạ. Este CA5 CO CH3 được điều chế từ gì? Thì nó sẽ được điều chế từ axit CA5 COH và CH3 OH. Vậy là nó được điều chế từ ancol methylic và axit propionic. Đáp án đúng đáp án D. 22. Số tơ thuộc loại tơ polyamide. Số tơ thuộc loại tơ polyamide thì muốn ở điều kiện ấy, nó là tơ polyamide khi và chỉ khi nó có NH và CO đúng không các em? Thế thì nilon 6 là NHCO này, 1 nitron 0, visco 0, nilon 6 là 62. Ok chưa? Vậy số tơ thuộc loại polyamide đó là A, cứ nhớ cho thầy polyamide là có NHCO. Thế cho thời gian nó là NRCO. NRCO chuẩn. Hai bạn. Công thức của tripalmitin ạ. Hai bạn. Công thức của tripalmitin là gì ạ? Phải thật nhanh game nhá. Mạnh dạn comment vào. Comment đáp án để coi như một lần chúng ta học thuộc lý thuyết. Công thức của tripalmitin ạ. C15H31 CO tất cả 3 lần C35. Đáp án chính xác chúng ta đáp án D. 24. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng cách nào? 24. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng cách nào? Thì nhôm thì không thể nào mà sử dụng bằng pháp thủy luyện được. Không thể nào sử dụng bằng pháp nhiệt luyện được.
đúng không? Nhôm ta chỉ có thể điều chế bằng một phương pháp duy nhất, phương pháp điện phân nóng chảy nhôm oxit. Đáp án chính xác đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. 25 ạ. Thủy phân hoàn toàn tetrapeptide thu được bao nhiêu loại amino acid? Chú ý là loại amino acid. Phải gạch chân từ khóa. Phải gạch chân từ khóa, nếu không thì chúng ta bị lạc. Gly là 1, ala là 2, valine là 3. Ala cái vị trùng. Vậy ta sẽ thu được 3 loại amino acid. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. 3 loại amino acid. Câu 26 ạ. Câu 26 chọn đáp án gì nào? Câu 26 ạ. Kim loại X có tính cứng lớn nhất. Cứng nhất là gì ạ? Crude. CR. Đúng không? À, 27. Dung dịch nào sau đây được sử dụng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu ạ? Dung dịch nào sau đây ạ được sử dụng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu? Thì N2CO3 và N3PO4 là chuyên được sử dụng để làm mềm mọi loại nước. 28 ạ. Tính chất nào sau đây không phải của chrome bioxit? Tính chất nào sau đây không phải của chrome bioxit? Các bạn lưu ý, chrome bioxit chúng ta nó có tính lượng tính, oxit lượng tính đúng, màu lục thẫm đúng, tan trong dung dịch axit và dung dịch kiềm đặc đúng, tan nhiều trong nước là sai. CR2O3 không tan trong nước, các bạn lưu ý nhá. Phải lưu ý cho thầy mình ấy, nhớ kỹ nhá. B bỏ. 29. Chất nào sau đây có tính lượng tính ạ? 29 ạ. Chất nào sau đây có tính lượng tính, tính chất lượng tính? Các bạn lý hết sức lưu ý cho thầy mình ạ. Chất nào sau đây có tính chất lượng tính? Tính chất lượng tính ạ. Anh nào ALH 3 lần, đúng không? ALH 3 lần là cái anh mà có tính lượng tính. Nó là hydroxy lượng tính, một trong năm anh hydroxy lượng tính. Ấm áp luôn nha. 30. Đọc dài lắm, 30 những cái câu đọc dài lắm. Thầy mình ít khi đọc những cái câu dài như vậy. Thầy mình đọc mỗi cái từ chốt thôi. Công thức của nước đa khổ. Đúng không? Đọc dài những đoạn bên trên là mình bị đánh võng đấy. Đánh võng là mình dễ toang lắm nhá các em nhá. Nào nước đá khô ạ, CO2 dễ à. 31. Chất nào dưới đây không phản ứng với dung dịch FeCl3? 31 ạ. Chất nào dưới đây không phản ứng được với dung dịch FeCl3? Chất nào dưới đây không phản ứng được với dung dịch FeCl3? Lưu ý nhá, không phản ứng được với FeCl3. Thì gì ạ? AgNO3 là có nhé, Ag cộng cộng Cl trừ. Cu cộng sắt 3 cộng có, NH3 cộng sắt 3 cộng để tạo thành FeOH 3 lần có. Vậy là không phản ứng được với FeCl3 thì nó là nào? Ag. B bỏ. Ag là không phản ứng nhá. 32. 32. Tính chất nào sau đây là tính chất vật lý chung của kim loại? Tính chất nào sau đây là tính chất vật lý chung của kim loại? Khối lượng riêng không phải. Đúng không? Nhiệt độ nóng chảy không phải. Cứng không phải. Tính chất chung của vật, tính chất chung của anh kim loại ấy, đó là cái tính gì ạ? Tính do những đám mây electron tự do gây nên. Mà đám mây electron tự do gây nên thì nó sẽ là tính dẫn điện, đúng chưa? Do electron tự do gây nên. Dòng điện là dòng chuyển rời có hướng của các hạt mang điện. Ba bạn, kim loại kiềm không tác dụng với chất nào sau đây? Ba bạn, kim loại kiềm không tác dụng với chất nào sau đây? Gạch chân nhá, gạch chân những từ khóa, những từ rất quan trọng. Kim loại kiềm không tác dụng với chất nào sau đây? Không. Kiềm là Na, chắc chắn tan trong ethanol, chắc chắn tác dụng với dầu ăn, chắc chắn tác dụng với nước. Vì vậy nên kiềm chỉ không tác dụng với dầu hỏa thôi. Chính vì vậy nên người ta thường hay sử dụng dầu hỏa nhá các bạn nhá. Người ta thường hay sử dụng dầu hỏa để bảo quản kim loại kiềm. Được không ạ? Thế mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình comment cũng như nhiệt tình chia sẻ lại buổi học này. Thì mình rất rất cảm ơn tất cả bạn và các em. Cái việc của các em nhiệt tình comment và chia sẻ lại buổi học này, đấy là một nguồn động lực để thầy mình có thể dậy sớm chiến đấu cùng các em liên tục đến ngày hôm nay là ngày thứ 36. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em ạ. Chiến đấu để quyết thắng nha, chiến đấu vì màu cờ nha, chiến đấu vì nguyện vọng một nha. Chúng ta chỉ còn những ngày cuối cùng thôi. Câu 34 ạ. Polymer nào sau đây đều điều chế bằng phản ứng trùng hợp? Trùng hợp các em nha, lưu ý là trùng hợp. Polyacrylon nitrin nhá. Tuần nào thầy cũng giải, thầy giải cho đến hôm các em thi luôn. Polyacrylon nitrin
xe đi từ vinyl xe luôn, xe hai nối đôi xe CN, thì nó là trùng hợp với con gì nữa? 35 dãy đồng đẳng của metinamin. Metinamin nó là amino, đúng không? Metinamin nó là amino CH3 NH2, thì dãy đồng đẳng của nó sẽ là CNH2N cộng 3N. Ok nhá. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Ok ạ. A. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 36. Soda có thành phần chính là natri carbonat. Công thức của natri carbonat là phải thật nhanh các em ạ. Phải thật nhanh nhá, chiến đấu vì màu cờ. Công thức của natri carbonat Na2CO3 nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D ạ. Na2CO3. 37. Câu 37 rất hay. Ứng với công thức phân tử C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo là este? Thì mình sẽ có 1 cộng 1 0 cộng 2 1 có 1 0 có 1 2 có 1 1 x 1 bằng 1 1 x 1 bằng 1 1 cộng 1 bằng 2 2 đáp án B. Đây là phương pháp tìm đồng phân siêu nhanh của thầy mình. Bạn nào muốn biết lại, bạn nào muốn nắm được cái này, các bạn chỉ cần lên YouTube gõ cho thầy đồng phân siêu nhanh sẽ là phương pháp tìm đồng phân siêu nhanh này của thầy. Và nhanh thôi, các em chỉ cần khoảng độ tầm 15 phút thôi là bạn sẽ hiểu phương pháp này. 38. Thông cảm gần với mình bởi vì ở bên trong live này 7 ngày 7 điểm thì mình không có thời gian để giảng lại cho các em về cái phương pháp tìm đồng phân siêu nhanh này của thầy nha. Không chơi công thức không nhanh bằng phương pháp của thầy. Câu 38. Ở nhiệt độ thường. 38 á, ở nhiệt độ thường kim loại Al bị hòa tan trong lượng dư dung dịch nào sau đây ạ? 38. Ở nhiệt độ thường kim loại Al bị hòa tan trong lượng dư dung dịch nào sau đây? Al chắc chắn không bị hòa tan trong NaCl. Không bị hòa tan trong KNO3, không bị hòa tan trong K2S4 mà bị hòa tan trong gì? NaOH. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Câu 39. Monomer nào sau đây? 39 ạ. Monomer nào sau đây được sử dụng để điều chế polymethyl mesh acrylate hay còn được gọi là plexiglass? Thì nó là monomer nào? Methyl mesh acrylate, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. Đáp án A. Câu 40. Rất nhanh. Chúng ta đã đến câu 40 rồi. 7 ngày, 7 điểm. Ngày đầu tiên. Sáng nào thì mình cũng dậy sớm chiến đấu cùng các em. 5 giờ 15 phút sáng. Chính vì vậy nên các bạn không quên click vào nút chuông, follow xem trước thầy mình để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi học nào nhá. Càng gần ngày thi thầy mình sẽ càng like nhiều cho các em. 40 nhỏ từ đến dư dung dịch KOH và dung dịch AlCl3 thì đầu tiên sẽ xuất hiện kết tủa là AlOH 3 lần. Đầu tiên xuất hiện kết tủa huyền phù màu trắng AlOH 3 lần. Sau đó kết tủa này tan do tác dụng với KOH nhá. Không kết tủa là sai. Có kết tủa keo trắng. Sau đó kết tủa tan. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em ạ. Đáp án chính xác của thầy cho chúng ta đó là đáp án C các em nhé. 41 ạ. Kim loại nào sau đây ạ? Nào, kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl? Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl? Khi tác dụng với khí Cl2 cho ra hai sản phẩm muối khác nhau. Căng chưa? Kim loại nào tác dụng HCl và khí Cl2 cho ra hai sản phẩm muối khác nhau? Đáp án chính xác của chúng ta câu 41 chỉ có thể là B. Cr mà tác dụng với HCl thì tạo thành CrCl2. Tác dụng với Cl2 tạo thành CrCl3. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B bò các em nhé. Đáp án B bò là đáp án chính xác nhất chúng ta câu 42. Trong các kim loại sau, kim loại nào có tính khử mạnh nhất? Trong các kim loại sau, kim loại nào có tính khử mạnh nhất? Mạnh nhất ạ. Chúng ta đọc theo dãy điện hóa thôi. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Vậy anh đứng đầu tiên là anh gì ạ? K. Đáp án C. 43. Cồn 70 độ. 43. Cồn 70 độ. Công thức cấu tạo thu gọn của ancol ethylic C2H5OH ấm luôn. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. 44 các bạn chọn đáp án gì ạ? Chất béo lỏng không có tính chất nào sau đây? Câu 44. Chất béo lỏng không có tính chất nào sau đây? Lưu ý nha, nó là chất béo dạng lỏng.
chắc chắn chất béo lỏng là chất béo mà được tạo bởi từ các gì ạ, các gốc hydrocarbon mà chứa liên kết bột, hay nói cách khác là các gốc hydrocarbon không no, hay các gốc axit béo không no. Vậy chắc chắn nó phản ứng cộng H2, thủy phân trong môi trường axit, thủy phân trong môi trường kiềm, chỉ là không có phản ứng tráng bạc. Nhà đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ. 44 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ các em nhé. Câu 45 ạ. 45 ạ. 45 ạ, phải thật nhanh các em ạ. Cho dạy các tơ sau, số tơ thuộc loại tơ nhân tạo. Thế mình có nói cho tất cả các bạn và các em ạ, tơ nhân tạo ạ, chúng ta chỉ có hai tơ thôi. Một là tơ visco, hai là tơ acetat, các bạn nhớ nhá. Vậy visco một chảo, acetat hai chảo. Chọn D luôn. Hai chảo, ấm áp luôn. 46. Thủy phân hoàn toàn sát thu được dung dịch X chứa hai chất hữu cơ Y và Z. Y là gì ạ? Glu. Z là Fruc. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất hóa học của Glu và Fruc? Lưu ý nhá. Tính chất nào sau đây không phải tính chất hóa học của Glu và Fruc? Hòa tan siêu hóa là dung dịch xanh lam, có. Phản ứng được một rôm thì Glu có, Fruc không. Tráng bạc có, cộng H2 có. Vậy không phải nó là B nhá. Chỉ có bốn Glu có phản ứng với nước brom thôi, còn Fruc thì không. Nên đáp án chính xác chúng ta là đáp án B. Câu 47. 9,3 gam anilin, số mol là 0,1. Tác dụng HCl cũng là 0,1. Vậy ta sẽ có M muối 9,3 cộng 0,1 nhân 36,5 bằng. Nào bấm máy tính thật nhanh cùng thầy mình ạ. Phải thật nhanh ạ. Bấm máy tính cùng thầy mình nào. 9,3 cộng 3,65 bằng 12,95 ạ. 12,95. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 48 ạ. Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7 ạ? Câu 48 ạ. Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7? Lưu ý nhé, pH lớn hơn 7, vậy thì nó phải là dung dịch có môi trường kiềm. Nên đáp án chính xác là đáp án A. Câu 49. Câu 49 ạ. 49 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật tinh nha. 49 phải thật tinh tường đấy, không là toang. 49 nào. 49 các bạn chọn đáp án gì nào? 49 ạ. 49 hơi càng nhỉ. 49 thực sự càng. 49 thực sự càng. Ta có này, cho dung dịch F2O4 và H2O4 loãng dư thì ta thu được dung dịch X. Vậy dung dịch X gồm Fe2 cộng Fe3 cộng H2O4 dư nên có H cộng và S42 trừ. Số chất trong dãy nhá. Số chất trong dãy có thể tác dụng được với X là số chất trong dãy mà có thể tác dụng được với X. Căng thẳng đấy. MgNO3 2 lần. Bạn lưu ý này, NO3 trừ nhìn tưởng không nhưng mà lại có này. NO3 trừ này, H cộng là HNO3. Đúng chưa? Nên có tính oxy hóa nên chắc chắn phản ứng với sắt 2 cộng. Một chảo. KmNO4 tác dụng sắt 2 cộng, 2 chảo. B2 cộng tác dụng S42 trừ, 3 chảo. 3 chảo rồi đấy. ZnSO4 không. Nơi 3 có 4 cháu. Với đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu đầu tiên Thế Minh chân thành chia buồn tới những cái bạn đã trả lời sai. Các bạn hãy nhớ mãi lời của Thế Minh. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời các em nhé. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời. 49 đáp án chính xác của chúng ta phải là đáp án D. Đấy, phải bị lừa nhiều vào thì làm mới đúng được. Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam sắt, số mol sắt là bằng 0,1. Ta có là một sắt thì cho mình hai thằng C6H12O6. Nên này 0,1, thế này 0,2. Một thằng C6H12O6 cho nó hàng mã AG. Đây 0,2 thì này 0,4. 0,4 nhân với 108 4,32 B bỏ. Ấm luôn. Ấm luôn. Câu 51 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Câu 51.
phát biểu nào sau đây là đúng? Amylose có cấu trúc mạch phân nhánh. Sai. Amylose là cấu trúc mạch không phân nhánh. Oxy hóa glucose bằng dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được amoni gluconat. Đúng. Thủy phân xác thì không thể thủy phân trong môi trường kiềm được, thủy phân trong môi trường axit. Xem tan tốt trong nước là sai. Vậy đúng của chúng ta là B. Bỏ các em nhé. Đúng của chúng ta, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ. Câu 52. 52. 52 chúng ta chọn đáp án gì nào các em? Phải thật nhanh nhá. Thi đến mông rồi. Thi đến mông rồi các em ạ. Bạn nào mà học cùng với Thế Minh, sáng nào dậy sớm cùng Thế Minh thì các bạn biết được một điều rằng là số lượng những câu này chúng ta lặp điểm lại rất nhiều. Thực ra những bạn mà chiến đấu với Thế Minh vào các buổi sáng sớm thì trung bình mỗi buổi sáng chúng ta giải khoảng độ tầm 60 câu. Và đến ngày hôm nay ngày thứ 36, có nghĩa là đến ngày hôm thi khoảng độ tầm là hơn 40 ngày. Thì 40 nhân với lại 60 chúng ta đã giải 2.400 câu rồi. Quá kinh khủng. Một con số quá kinh khủng. Đúng không ạ? Hydro hoàn toàn không phải 2 mol triolin. Triolin. Triolin là C17 H33 COO. Tất cả 3 lần C3H5. Thì anh này nó sẽ ăn 3H2. Nên không phải 2 mol. Thì chỗ này nó là 0.6. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 53. Thủy phân hoàn toàn 36,5 gram dipeptide với gly ala trong cao hát thu được muối. Vậy mình tìm số mol gly ala. Nào mình cùng tìm số mol gly ala. 36,5 chia phân tử khối. Gly là 75, ala là 89 trừ đi 18 bằng số mol là 0,25 mol. Vậy khi tác dụng với cao hát ta thu được gly trừ 1H cộng 1K, ala trừ 1H cộng 1K. Chỗ này 0,25, chỗ này 0,25. Vậy mình tìm được mờ muội. 0,25 nhân mở ngoặc đơn này, 75 cộng 38 cộng 89 cộng 38 bằng 60. 60 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A nha. 60 đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án A. Rất dễ. 54. Fe3O4 và H2O4 loãng dư thu được dung dịch X phát biểu sai. X của chúng ta như vừa nãy là nó tồn tại Fe2 cộng, Fe3 cộng, H cộng, S42 trừ. X tác dụng với AgNO3 có, S42 trừ tác dụng với 3 cộng để tạo thành kết tủa Ag2S4 nhá. Có. Ok nhá. Dung dịch X không thể hòa tan Cu là sai. Sắt 3 cộng tác dụng với Cu. Cho dịch NaOH dư vào X thu được kết tủa. Đúng, để lâu trong không khí khối lượng kết tủa đã tăng dần. Chính xác. NaOH dư thì mình sẽ thu được kết tủa là kết tủa FeOH 2 lần và FeOH 3 lần. Thì để lâu trong không khí tất cả nó chuyển hết thành FeOH 3 lần là khối lượng nó tăng. Ok không ạ? C đúng. Dung dịch X làm mất màu thuốc tím. Mất màu. Mất màu chặt. X tác dụng với dung dịch AgNO3 có, đúng không? Vậy sau đây X không thể hòa tan được Cu là sai nhá. Vậy đáp án phát biểu sai anh ta đó là đáp án B. Phát biểu sai là đáp án B. Ok chưa? Câu 55 này. 55 ạ. 55 đáp án gì ạ các em? Thủy phân hoàn toàn. Sáng nào thì anh dậy từ 5 giờ 15 phút các em nhá. Sáng nào cũng thế, liên tục 36 ngày hôm nay rồi. Uy tín chưa? 36 ngày hôm nay chiến đấu cùng sát cánh cùng tất cả các bạn và các em. Câu 55. Thủy phân hoàn toàn ETX đơn trước bạch hở trong 40g dung dịch NaOH 10% vừa đủ. Vậy số mol nó sẽ là bằng 0,1. Thu được 9,6g muối và 3,2g ancol. Vậy phân tử khối của ancol là 32. Vậy ancol nó sẽ là 3W. Muối 9,6 thì vậy thì muối nó là C2H5CONa. Vậy đáp án ST của chúng ta là CH5COCH3. A luôn. Đúng không ạ? Quá nhanh, quá nguy hiểm. Quá nhanh nhưng mà chắc chắn đúng, không nguy hiểm. Cảm ơn Thúy Kiều nhá. Cảm ơn QH. Có chứ, thầy có file đề mà. File đề up full trên tất cả các kênh mà các em đã và đang theo dõi. Các em chỉ cần click vào các kênh các em đã và đang theo dõi thầy mình, các em sẽ có file đề ngay lập tức luôn. Câu 56. Phát biểu nào sau đây không đúng? Lưu ý nhá. Câu 56 ạ.
phát biểu nào sau đây không đúng? Để bảo quản kim loại Na, người ta ngâm nó trong ethanol vớ vẩn. Chúng ta vừa biết là để bảo quản các anh kim loại kiềm thì người ta sẽ ngâm nó ở bên trong dầu hỏa, còn ngâm trong ethanol nó tác dụng này, nên là sai. Là A. 57. Hóa tan hoàn toàn 1,6 gram Cu bằng dung dịch H2O3 thu được xmol NO2, vậy mình bảo toàn E. 2 lần số mol Cu sẽ là 1 lần số mol NO2, đúng không? Vậy ta sẽ có 1,6 chia 64 bằng 0,025. Vậy số mol NO2 bằng 0,025 nhân 2 bằng 0,05. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 58. Câu 58. Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm ZN, AL và MG trong khí oxy dư, thu được 3,45 gam hỗn hợp X. Vậy ta sẽ có bảo toàn khối lượng. Ta có khối lượng của hỗn hợp kim loại cộng với lại khối lượng của O2 thì bằng khối lượng của hỗn hợp X. Vậy hoàn toàn tới đây thầy sẽ tìm được số mol oxy trong oxit bằng 2 lần số mol O2 và bằng 2 nhân 3,43 trừ 2,15 chia 32. Được không ạ? Thầy có. Thầy like trên tất cả các kênh mà. Em chỉ lên tất cả các nền tảng search Minh Myelin, thầy Minh Myelin là ra thầy nhá. Thầy chào bún chả ngon. 3,43 trừ đi 2,15 bằng chia 32 bằng nhân 2 bằng 0,08. Oxy trong oxit chúng ta bằng 0,08. Vậy ta có là 2S cộng thì ăn 1 oxy trong oxit, mà số mol oxy trong oxit chúng ta bằng 0,08. Vậy suy ra số mol H cộng bằng 0,16. 0,16 mà chia cho 0,5 thì bằng 0,32. Vậy khí của chúng ta là gì ạ? V của chúng ta 320. Sáng nào thầy cũng like lúc 5:15 các em nhé. Có bạn hỏi sáng nào thầy cũng like lúc 5:15. Câu 59 ạ. Wow, đến bọn đếm rồi. Muốn ăn được 8 cộng, chúng ta phải làm chính xác những câu đếm như này các em nhá. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh. Hãy ấn vào nút follow xem trước của thầy Minh để không bỏ lỡ tất cả các buổi live của thầy nhá. Ok ạ, có mà. Các em chỉ cần search thầy Minh, thầy like trên fanpage. Câu 59 ạ. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa. Số thí nghiệm thu được kết tủa, các bạn lưu ý nhé. Số thí nghiệm thu được kết tủa. Đun sôi nước cứng tạm thời, chắc chắn thu được kết tủa CaCO3. Cho phèn chua của S4 hay trừ, tác dụng Ba2 cộng, chắc chắn thu được kết tủa BaSO4. CO2 dư thì không có kết tủa đâu, mà nó chỉ tạo thành CaHCO3 hai lần thôi. Được chưa? Một anh kết tủa, hai anh kết tủa. NaH dư thì chắc chắn mình thu được kết tủa CaCO3. Ba anh kết tủa. NH3 dư thì chắc chắn mình thu được kết tủa AlOH 3 lần. Vậy tổng cộng chúng ta có 4 anh kết tủa. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D nha. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Quốc Anh ơi, dầu hỏa nó là hydrocarbon. Hydrocarbon này không tác dụng với Na nhé. Câu 60. Câu 60 ạ. 60 một câu rất hay. Các bạn nhìn câu 60 các bạn thấy khủng hoảng tinh thần chưa? Các bạn nhìn câu 60 các bạn thấy khủng hoảng tinh thần chưa? 60 hay không? 60. Quá trình làm nước mắm có bản chất là thủy phân protein trong cá cơm thành các alpha amino acid. Sai. Nhá. Quá trình làm nước mắm bản chất là chiết tách protein trong cá cơm thành nước mắm, chứ không phải là thủy phân hoàn toàn thành alpha amino acid. Câu 2. Đây là những cái câu này câu về thực tế nhá. Không, câu này đừng lụi, câu này lại dễ. Lụi mấy câu siêu khó ấy, este siêu khó và acid siêu khó ấy, câu này dễ ạ. 2. Không nhất thiết phải dùng muối ăn làm nguyên liệu. Sai, muối ăn bắt buộc phải làm nguyên liệu.
bởi vì nó vừa tạo vị mặn, nó vừa bảo quản. 3. Hàm lượng đạm trong nước mắm được tính theo hàm lượng nguyên tố oxy. Hàm lượng đạm sai, hàm lượng đạm phải tính theo phần trăm của N. 4. Than củ sạch có tác dụng hấp phụ các tạp chất bụi bẩn. Cái này đúng này. Mãi có một cái đúng. Mãi một cái đúng. Chai nước mắm khi tác dụng, khi sử dụng lâu ngày có thể có tinh thể muối ăn đóng cặn đáy chai. Đúng. Chúng ta có 2 phần đúng. Đấy. Thì cái câu này ấy, là nó có thể ra vào cái phần thực tế các em nhá. Nên các bạn lưu ý nhá. Câu 61 ạ. Cho các phát biểu sau. Lại muốn ăn được 8 cộng là mình phải chiến thắng những câu lý thuyết đề. Cho phát biểu sau, số phát biểu không đúng. Cho các phát biểu sau, số phát biểu không đúng. Lưu ý nha, để bài hỏi chúng ta là không đúng. Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo được sử dụng để điều chế xà phòng và glycerol, đúng. Tinh bột xác sen đều không thuộc loại monosaccharide, đúng. Metinamin, dimetinamin, trimetinamin, etinamin, những chất khí mùi khai tan nhiều nước, đúng. Các hợp chất glyalava là amino acid liên tiếp nhau trong một giai đoạn sai. Gly2C, ALA3C, VA5C. Nên là sai. E, hầu hết polymer là chất rắn. Dễ bay hơi là sai. Vậy ở đây chúng ta chỉ có hai phát biểu không đúng thôi nhá. Nên đáp án chính xác chúng ta đó là đáp án D các em ạ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Thế mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ Thế Minh. Hãy nhấn vào nút chuông và nhấn vào nút theo dõi xem trước Thế Minh để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi live nào nhé. Nhớ nha các em. Nhấn vào nút chuông và nhấn vào nút theo dõi xem trước Thế Minh để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi live nào. Câu 62 ạ. Câu 62. Thực hiện các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm xảy ra mòn điện hóa. Điều kiện để xảy ra mòn điện hóa đó là gì? Điều kiện để xảy ra mòn điện hóa đó là các cặp điện cực khác nhau về bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung chất điện ly. Vậy này, FeH bốn loãng là ăn mòn hóa không? ZN và Cu, ZN đẩy Cu hai điện cực khác nhau về bản chất có ăn mòn điện hóa này. Và dụng bằng thép ăn mòn điện hóa này. Ngâm một miếng nhôm dư vào FeCl3 thì sẽ có nhôm Fe. Có này. Nhúng đánh nhôm hoạt bốn loãng hòa tan vài giọt Cu được có này. Mẫu Na vào Fe2S43 lần là không nhá. Bởi nó không đẩy được kim loại. Vậy là có 4 anh nhá. Chúng ta có 4 anh là xảy ra ăn mòn điện hóa. Nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Và câu 62 cũng là câu cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay của thầy trò chúng ta. Đấy. Câu 62 cũng là câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay của thầy trò chúng ta. Ok. Xin chào tất cả bạn và các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em đến với buổi live của thầy Minh Mialy. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh. Hôm nay là buổi học 7 ngày, 7 điểm đầu tiên nhá. Có 63 nhưng anh Đức Anh em lại quên không cắt. Câu 63 là một câu cực hay. Đúng rồi, trên đề có câu 63 nhưng ở trong này anh Đức Anh không có cắt cho thầy. Chịu rồi. Nên là các bạn lấy đáp án câu 63 trên fanpage nhé. Đúng rồi, Đức Anh cắt thiếu, chính xác. Trừ lương. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Coi lại được nhá, các bạn lên trên Reuters. Thầy Minh Merlin Hoa Học. Coi lại thầy Apple. Tổng cộng 36 ngày lên hết. Coi lại hết nha các em nhá. Rồi. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi các buổi học của thầy Minh. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ thầy Minh bằng cách chia sẻ lại buổi học này và comment đáp án. Chuỗi live của thầy Minh sẽ liên tục chiến đấu vào 5 giờ 15 phút sáng từ giờ cho đến hôm thi. Và thầy Minh đã thực hiện được điều đấy. Thầy Minh đã thực hiện được điều đấy 36 ngày rồi. Cực kỳ uy tín với tất cả các bạn và các em. Và các bạn nhớ là đặt nút follow xem trước thầy Minh để không bỏ lỡ bất kỳ các buổi live của thầy Minh. Bởi vì càng gần đến ngày thi thì mình sẽ càng like nhiều cho các em hơn. Ok không ạ? Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai nhá. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai. Có bạn bảo là thầy like thêm ca tối, rất tiếc. Thầy Minh dạy off full.
ngày nào cũng dậy full 4 đến 5 ca, và tối là cái thời gian mà thể binh chiến đấu của các bạn offline thường là toàn dậy đến 11 giờ, bởi vì thể binh dậy cả lớp live nữa, lớp live cũng dậy muộn, dậy đến tận 11 giờ, nên thể binh chỉ có thể live được buổi sáng thôi, nên các bạn thông cảm thể binh nhá. Rồi ạ, rất là cảm ơn tất cả bạn và các em, bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em và hẹn gặp lại các em vào sáng mai nhá.